Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Em vợ Tô Tổng từng bước chiếm lĩnh Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ngày 8 tháng 8, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh loan tin, Bộ Chính trị chuẩn y Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Theo đó, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban kiểm tra Trung ương vào sáng ngày 8 tháng 8, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị Chuẩn y giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 13 đối với ông Vũ Hồng Văn, ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương. Báo Pháp luật cho biết, trước đó tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban chấp hành Trung ương bầu vào ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương. Và đây là hình bản tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới Bản tin cho biết, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quyết định điều động của Ban Bí thư. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ thông báo quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ chiều ngày 27 tháng 11. Có thể thấy, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nhanh chóng từng bước cho Vũ Hồng Văn xâm nhập và có khả năng sắp tới sẽ thâu tóm ủy ban kiểm tra trung ương của ông trần cẩm tú bước đầu tiên là cho ban chấp hành trung ương bầu ông văn vào ủy ban kiểm tra trung ương tiếp theo là điều động ông qua cơ quan này rồi đưa lên làm phó chủ nhiệm bước cuối cùng có thể sẽ xảy ra vào thời gian tới đó là đưa ông văn lên làm chủ nhiệm hất cẳng trần cẩm tú về vườn tướng văn từng kinh qua các chức vụ như phó chính ủy phó tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an giám đốc công an tỉnh đắk lắc Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Bình luận về sự việc này ngày 8 tháng 8, nhà báo Lê Trung Khoa của Thời báo chấm đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn mới vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và đây là hình Thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Vũ Hồng Văn là em ruột Vũ Hồng Loan, vợ đầu của Tô Lâm. Có lẽ đây là bước chuẩn bị của Tô Lâm đưa em vợ của mình lên thay trận cảnh tấu. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, hiện 48 tuổi, quê quán Hưng Yên. Đặc biệt, anh rể tạo được bằng tiến sĩ luật thì em vợ cũng kiếm được bằng cấp này, nhưng cả hai đều không cho biết thời gian học khi nào. Ông Văn không có thành tích gì đáng kể, ông đến địa phương nào thì gieo lại tai tiếng ở địa phương đó. Nhưng ông vẫn lên chức điều đều, còn có những tiêu cực ông gây ra thì đẩy cho thuộc hạ gánh. Khi Vũ Hồng Văn làm giám đốc công an đồng nai, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, ông liên tiếp bị tố cáo nhũng nhiễu, bảo kê cho các hãng xe đò chạy qua tỉnh này. Trước sự bất bình của công luận năm 2020, ba trưởng phòng của công an tỉnh Đồng Nai đã bị cách chức cùng lúc do những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Điều đáng nói là, dù có ba thuộc cấp bị mất ghế, nhưng ông Văn vẫn được tín nhiệm cao và vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, ông lại được anh rể trao tặng huân chương quân công hạng nhị. Nếu không phải là em vợ của Tô Lâm, ác hẳn Vũ Hồng Văn đã bị kỷ luật từ lâu. So với Đinh Văn Nơi, hiện 48 tuổi, quê quán Cần Thơ, người cùng tuổi và cùng cấp hàm, thì Vũ Hồng Văn chỉ để lại tài tiếng, không có những chiến tích như ông Nơi. Nhưng khi Tô Lâm chiến thắng ở Thượng Tần, thì Tô Lâm cất nhắc người cùng quê Hưng Yên và là người nhà, thay vì cất nhắc người có khả năng và thành tích như ông Nơi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Em vợ Tô Tổng từng bước chiếm lĩnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin một người hoạt động gián điệp cho Trung Quốc bị Hoa Kỳ kết án. Ngày 7 tháng 8, VOA tiếng Việt có bài Mỹ kết án nhà dân chủ làm điệp viên cho Trung Quốc lấy nguồn tin từ một hãng tin quốc tế. Theo VOA, ngày 6 tháng 8, ông Vương Thư Quân, một học giả người Mỹ gốc Hoa, người đã thành lập nhóm cổ suý dân chủ ở New York, đã bị một tòa án Mỹ kết án. Ông Vương bị cáo buộc hoạt động theo lệnh của cơ quan tình báo Trung Quốc là Bộ An ninh Trung Quốc trong hơn 10 năm qua lợi dụng danh tiếng nhà hoạt động dân chủ, ông đã thu thập thông tin về những người bất đồng chính kiến và chuyển cho chính phủ Trung Quốc. Và đây là hình bài trên VOA. Hãng tin quốc tế dẫn lời phụ tá, trưởng lý Hoa Kỳ Aaron Tsai cho biết, bị cáo đã giả vờ phản đối chính phủ Trung Quốc để có thể tiếp cận những người thật sự phản đối chính phủ Trung Quốc. Sau đó, bị cáo đã phản bội họ, những người tin tưởng ông ta, bằng cách báo cáo thông tin về họ cho Trung Quốc. Hãng tin này cho hay, Ông Vương bị kết tội bao gồm âm mưu hoạt động như một đặc vụ nước ngoài mà không thông báo cho tổng trưởng lý. Tuy nhiên, ông đã không nhận tội. Theo hãng tin này, ông Vương đến New York vào năm 1994 để giảng dạy, sau thời gian làm việc tại một trường đại học Trung Quốc. Sau đó, ông trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông đã giúp thành lập quỹ tưởng niệm Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương có trụ sở ở Queens, được đặt theo tên của hai nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1980. VOA dẫn lời các công tố viên, ông Vương đã soạn nhiều email như là nhật ký ghi chép, tường thuật lại các cuộc trò chuyện, các cuộc họp và kế hoạch của nhiều nhà phê bình chính phủ Trung Quốc. Một trong những email này là về các sự kiện kỷ niệm cuộc biểu tình năm 1989 và cuộc đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh. Các email khác nói về những người lên kế hoạch biểu tình trong các chuyến thăm khác nhau của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. VOA cũng cho biết thay vì gửi email sẽ để lại dấu vết. Ông Vương đã lưu chúng dưới dạng bản nháp mà các sĩ quan tình báo Trung Quốc có thể đọc được bằng cách đăng nhập bằng mật khẩu chung. Hãng tin quốc tế trích dẫn bản cáo trạng cho biết, trong các thông điệp được mã hóa, ông Vương đã chuyển thông tin chi tiết về các sự kiện cổ suý dân chủ sắp diễn ra và kế hoạch gặp một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Hồng Kông khi người này ở Hoa Kỳ. Và đây là hình một cuộc hội thảo kỷ niệm 26 năm. Ông Hồ Diệu Bang từ trần Vương Thu Quân là người ngồi bên phải. Hãng tin này cũng dẫn lời một số nhân viên FBI cho biết, trong một loạt các cuộc thẩm vấn của cơ quan này với ông Vương từ năm 2017 đến năm 2021, ông Vương ban đầu nói rằng ông không hề có liên hệ nào với Bộ An ninh Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, ông thừa nhận trên băng ghi hình rằng cơ quan tình báo Trung Quốc đã yêu cầu ông thu thập thông tin về những người cổ suý dân chủ và đôi khi ông đã làm như vậy. Nhưng ông Vương cũng khẳng định, không cung cấp bất cứ điều gì có giá trị, chỉ là thông tin đã có trong phạm vi công cộng. Theo lời nhân viên FBI ngầm tiếp cận ông Vương vào năm 2021, dưới vỏ bọc là người có liên hệ với Bộ an ninh Trung Quốc, cho hay ông Vương nói rằng, nhật ký của ông là quảng cáo cho các cuộc họp hoặc bài viết của hội mà ông đã đăng trên báo. Ông cũng gợi ý rằng, việc xuất bản chúng sẽ là một cách để đánh lạc hướng mọi nghi ngờ từ chính quyền Hoa Kỳ hãng tin quốc tế dẫn lời đặc vụ. Garris nói với bồi thẩm đoàn khi ông Vương bị phát hiện vào năm 2019, các nhà điều tra truy các số liên lạc trong điện thoại của ông để xem có người nào trong chính phủ Trung Quốc hay không. Ông đã khựng lại một phút. Và sau đó ông ta bảo, làm gì thì làm đi, tôi không sợ. Ông thuật lại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một người hoạt động gián điệp cho Trung Quốc bị Hoa Kỳ kết án. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Bảo Trong Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.